Các bạn thân mến, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi một quy luật, đó là cơ thể của chúng ta sẽ dần dần bị lão hóa theo thời gian. Cũng chính vì vậy mà trong cuộc sống ngày nay, nhiều người cao tuổi đã bị mắc chứng rối loạn tuần hoàn não. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến gặp gỡ một nhân vật của chương trình. Đó chính là bà Trần Thị Bình, năm nay 61 tuổi, là một cán bộ hưu trí. Chồng bà là ông Nguyễn Đức Hằng, năm nay cũng 64 tuổi. Hiện nay gia đình bà đang sống ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hai ông bà rất thường xuyên đi tập thể dục, bởi ông bà là những người rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe, nhất là đối với các bệnh mà người cao tuổi hay gặp như rối loạn tuần hoàn não. Thời tiết này thì nói chung là nó cũng không tốt được lắm, nhưng mà để là mình duy trì như thế, phần thứ nhất là mình thuốc men đầy đủ này, tập thể dục này, xong là ăn uống thì mình hạn chế những cái chất bột. Thế xong là cuộc sống thì là con cái và chồng con các thứ trong gia đình thì phải làm nào để cho mình lúc nào cũng vui. Thì là nó không bị căng thẳng. Tại vì cái bệnh đấy là nó như này, mình đang tự nhiên cái cứ thấy đầu nó quay quay cái là mình nằm vật ra luôn. Nếu như không kịp nằm thì có thể là mình ngã thôi. Đấy, cái tuần hoàn não nó quan trọng. Bác gái bị thế thì không biết là bác trai có tìm hiểu về bệnh này không? Với cả có giúp bác gái thì những cái gì ạ? Thì chỉ phục vụ vợ thôi. Bác cũng chả, căn bản bác cũng chả có cái gì quan trọng cả. Thế đâm ra bác chỉ làm sao để phục vụ cho bà ấy, cho bà ấy yên tâm. Đầu óc được thoải mái. Dạ. Tưởng nó không phải suy nghĩ. Những mà lần nào mà bị như thế, bị tuần hoàn não mà nó kém như thế thì là bác rối loạn đấy, gọi là rối loạn. Thì là bác uống cái thuốc chống chóng mắt đấy, xong là thuốc hoạt huyết, dưỡng não. Tính ra không biết bao loại thuốc. Đấy, nhiều lắm, mỗi ngày một vốc thuốc luôn. Nhưng mà già rồi, bây giờ bệnh tật thì phải sống chung với lũ. Bác nói là bác phát hiện được từ sớm, với cả cũng uống thuốc chặn từ lâu thì không là nói gì nói, lúc bị bệnh thì chắc cũng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của mình đúng không? Nó mệt mỏi, nó đau đầu, chán nản các thứ. Nói chung là công việc nó ngại. Ví dụ mà mình cảm thấy kiểu như trong đầu mình nó có một cái làn sóng gì đấy, nó chạy qua cái là thôi bác ngồi, hoặc là ấy vịn vào cái gì đấy ngay. Rõ ràng là khi bị rồi thì không thể có cái sức khỏe, không đúng thể lao động, không thể làm việc được, không thể làm việc được. Bây giờ nấu cơm còn khó, nấu cơm xong rồi có khi nó choáng lại phải thôi. Thì không biết là lúc nào mà bác gặp cái tình trạng đấy nặng nhất? Cách đây nửa tháng thì đưa mấy đứa cháu đi bơi, vừa ra bể bơi một cái thế là bác choáng. Bác thấy đầu nó quay quay cái là bác ra cái bàn mà người ta bán đồ để cho trẻ con nó ăn ấy. Thế là bác gục xuống đấy luôn. Thế là bác gọi bác trai là tình hình này không ổn rồi, đi xe máy mà thì không đi về nổi nữa, xong bảo thôi thế thì đi, thế là bác vào viện luôn. Mình tỏ là bệnh này không chỉ là đơn giản là không đơn đến sinh hoạt hàng ngày đâu, mà khi mà phát ra mà mạnh quá mà không ai biết là có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Rồi. Các bạn thân mến, rối loạn tuần hoàn não ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và ngay bây giờ thì tôi đang có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec để gặp một chuyên gia của chương trình, người sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về rối loạn tuần hoàn não. Thưa bác sĩ có thể phân tích những nguyên nhân nào khiến mọi người mắc phải rối loạn tuần hoàn não? Rối loạn tuần hoàn não đó là một cụm từ để chỉ cái tình trạng tưới máu lên não bị thay đổi, bị rối loạn, mà thực ra thì mình sẽ hiểu rằng là giảm tưới máu lên não. Tại sao tưới máu lên não nó lại kém? Các cái nguyên nhân thường thì có thể liên quan đến chức năng của tim, vì tim là cái nơi mà nó bóp máu để đưa máu lên trên não thông qua động mạch cảnh trong, thông qua động mạch sống. Thế thì khi chức năng tim mà kém thì cái việc tưới máu, bóp máu lên não nó sẽ kém đi. Cái thứ hai là các cái bệnh lý về các động mạch lớn, ví dụ chẳng hạn như là xơ vữa động mạch cảnh, nó có thể gây làm hẹp dòng chảy và làm dẫn đến tưới máu lên não kém. Thế rồi ngoài ra có thể có do các cái bệnh lý của mạch máu nhỏ trong não, ví dụ chẳng hạn như là các cái xơ vữa mạch máu nhỏ trong bệnh tiểu đường, trong bệnh tăng huyết áp hay bệnh tăng mỡ máu, hoặc là những cái bệnh amyloid ở mạch máu của những người cao tuổi. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải loại trừ một số các cái nguyên nhân khác gây giảm tưới máu não, ví dụ như là tình trạng huyết áp thấp hay là một cái tình trạng bệnh lý thiếu máu. Thưa bác sĩ, có những triệu chứng nào cảnh báo là có thể nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh mà chúng ta cần phải đi khám sớm, không nên chủ quan? Khi giảm tưới máu não thì nó có thể gây đến tình trạng là tắc mạch máu não hoặc là vỡ mạch máu não. Đấy là những cái triệu chứng nguy hiểm mà chúng ta cần phải đến ngay bệnh viện. Bệnh nhân khi mà có những cái dấu hiệu ví dụ như đột ngột đau đầu, rồi đột ngột là giảm ý thức,
méo miệng một bên, ăn uống khó, dễ sặc hay là tê yếu chân tay một bên, thì đấy là cái triệu chứng cảnh báo rằng có thể là bạn đã bị một cái tai biến mạch máu não và cần phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bởi vì cái tình trạng đột quỵ nó có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sống, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian vàng và phải tranh thủ cái khoảng thời gian đấy để điều trị sớm cho bệnh nhân. Nếu mà qua cái giai đoạn cửa sổ vàng đây đấy thì có thể những cái di chứng để lại sau này cho bệnh nhân cả đời. Và tùy theo tình trạng sức khỏe của từng người, các bác sĩ sẽ yêu cầu làm các xét nghiệm khác nhau. Ví dụ như các xét nghiệm với máu, hoặc chụp cộng hưởng từ, hoặc CT mạch máu não. Để từ đó các bác sĩ sẽ có những chẩn đoán và tư vấn về tình trạng sức khỏe của bạn một cách chính xác nhất. Ngoài việc tuân thủ tuyệt đối theo ý kiến của bác sĩ trong quá trình điều trị, thì việc ăn uống cũng đóng vai trò hết sức quan trọng để cải thiện tình trạng rối loạn tuần hoàn não. Nhưng liệu đối với những người bị rối loạn tuần hoàn não thì không biết họ có cần phải ăn kiêng cái gì không? Theo tôi thì thấy họ không ăn kiêng gì, chỉ cần đủ chất thôi. Mỗi kiểu như là mỗi ngày mỗi ăn một thứ một tí, nhiều càng nhiều thứ càng tốt. Nếu mà tôi thì tôi hầu như là những ngoài người tôi cũng cho bố mẹ tôi đấy, thì là tôi cho bố mẹ tôi là ăn rau xanh nhiều này. Bây giờ thường là tôi hay vắt cam cho bố tôi ăn này. Một là thức ăn thì tôi cho bố tôi ăn nhiều thịt lạc này, với lại mỡ thì không nên ăn này. Đấy. Còn đâu là cứ cho ông ăn là ninh cái thịt lạc lên. Nếu già quá thì cho ninh thịt lạc lên cho nước. Nói chung là ăn uống sức khỏe là phải đều, không có nếu mà tuổi cao rồi mà ăn uống hơi hụt hẫng là nó hay bị cái kiểu như là chuyển lên đầu là nó chóng mặt hoa mắt. Đúng là nên ăn những loại thực phẩm gì, liều lượng bao nhiêu để tốt cho tình trạng sức khỏe của bản thân quả thực không dễ dàng. Với nhân vật của chương trình cũng vậy, bà Bình luôn cẩn thận khi đi mua thức ăn cho bà và cả gia đình. Bác bảo mỗi lần ra chợ thì bác có mua thịt, mua rau này, không biết là cách lựa chọn thịt của bác như thế nào ạ? Bác chọn là cái miếng thịt nào nó săn chắc, mà nhà bác hay ăn thêm một tí mỡ đấy. Nhưng mà hôm nay cô lại hết mỡ rồi đúng không? Vâng. Thôi thì lấy miếng này. Bác ơi, bác chọn thịt đấy rồi thì mấy cái này nhà mình có hay dùng không? Nhiều người khoái này. Biết là cũng ngon nhưng mà bệnh của bác không ăn được các cái này. Các cái nội tạng là bác không ăn. Tim này, gan này là cật. Không ăn khi nào ạ? Bác không ăn. Tuyệt đối luôn. Đỏ, bác rất cẩn thận với sức khỏe của mình đấy nhỉ. Thịt là mình mua xong rồi này, thế bây giờ là mình mua đến rau chứ bác nhỉ? Ừ, mình bác chọn cái hàng rau bác cũng mua quen ấy. À. Thì là bác rõ hơn rồi. Vâng. Đúng là bác nội trợ đảm đang đấy. Đi mua gì là mình biết là mình mua ở đâu, mua chỗ nào thì yên tâm đúng không? Rau thì mùa nào thức đấy thì mình ăn nó sẽ đúng mùa thì nó sẽ ngon hơn. Dạ. Thế ngày hôm nay bác sẽ lựa chọn gì? Bác chỉ cho xem nào. Chọn rau muống này. Rau muống này. Dạ. Rau muống này, đây dạ. Ta đã nhặt sẵn rồi. Dạ. Đó. Lấy rau muống. Rau mùng tơi này. Rau mùng tơi đây. Vâng. Rau và rau cải này. Vâng. Rồi thêm cả mấy bìa đậu nữa chứ bác nhỉ? Rồi, bữa cơm thêm phong phú. Vậy là việc đi chợ của bác cháu tôi cũng đã xong. Không biết là cách lựa chọn thực phẩm thế này thì liệu có tốt cho bệnh rối loạn tuần hoàn não của bác Bình hay không? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Và các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé. Các bạn thân mến, để tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng thế nào là tốt cho người bị rối loạn tuần hoàn não, tôi quyết định đến gặp một chuyên gia nữa của chương trình. Đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh ở Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, một người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Xin chào Phó Giáo sư ạ. Vấn đề này hiện nay rất là phổ biến. Chúng tôi có thể gộp vào ba cái nhóm chính gây nên rối loạn tuần hoàn não. Cái nhóm thứ nhất mà chúng tôi hay gặp ở phòng khám đó là những cái nhóm người mà ăn kiêng khem hoặc là hiểu không đúng về dinh dưỡng, kiêng khem quá mức. Cái nhóm thứ hai là những nhóm người mà bị bệnh về tim mạch, huyết áp mà kèm theo xơ vỡ động mạch. Nhóm thứ ba là nhóm người cao tuổi. Người cao tuổi thì lúc này nó là kết hợp của rất nhiều cái thứ bệnh khác nhau. Thưa Phó Giáo sư, nhân vật trong chương trình chúng ta là một nhân vật ngoài 60 tuổi và hiện giờ đã bị rối loạn tuần hoàn não rồi. Hiện giờ chế độ dinh dưỡng là luôn luôn lựa chọn kiêng khem rất nhiều thứ mà cũng kiêng khem cả bột đường, thì như vậy có thực sự là khoa học không ạ? Cái này là đúng là rất là hay gặp. Hiện nay rất nhiều người là cứ dựa vào bác sĩ Google tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng và không biết thông tin nào là chính xác cả. Ví dụ như đã bị rối loạn tuần hoàn não mà anh lại thuộc về cái nhóm ăn kiêng khem quá mức thì lúc đấy là gay go rồi. Lúc đấy là ví dụ như kiêng khem chất bột đường
nó làm cho không đủ cái gluco rồi để nuôi não, và lúc đấy anh rơi vào cái tình trạng luôn luôn là mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt. Vậy phó giáo sư có thể đưa ra lời khuyên nào về chế độ dinh dưỡng để sao cho thực sự khoa học, hợp lý? Đầu tiên tôi phải khẳng định rằng không có một lời khuyên chung cho tất cả mọi người, mà nó phải tùy theo từng bệnh nhân, bởi vì cái nguyên nhân nó khác nhau thì cái chế độ khác nhau. Nhưng tôi phải nói rằng là một cái chế độ ăn phải là cân đối, đa dạng, đầy đủ các chất, trong đó chất bột đường cũng phải có với một lượng vừa phải. Tuy nhiên không ăn quá, quá thì sẽ trở thành là đái tháo đường, mỡ máu hoặc là thừa cân, nhưng mà thiếu nó cũng không được. Thứ hai là đến chất protein, chất đạm từ thịt, cá, trứng, sữa cũng phải ăn một cái lượng đầy đủ. Thứ ba là đặc biệt là nhóm rau xanh, quả chín có màu sắc, nó là có chất chống oxy hóa, nó làm cho giảm xơ mỡ động mạch rồi giảm cái quá trình lão hóa. Hiện giờ thì tôi có nghe thấy một thông tin là những người mà ăn nhiều đậu nành hoặc mầm đậu nành thì sẽ tốt cho não và tốt cho rối loạn tuần hoàn não. Điều này thì có đúng hay không thưa phó giáo sư? Cái này thì tôi khẳng định rằng nó cũng đúng một phần, bởi vì trong đậu nành nó có nhiều chất có lợi cho sức khỏe cơ thể, đặc biệt trong đó thì có cái chất gọi là lecithin. Lecithin là cái chất mà nó giúp cho cơ thể có thể tổng hợp acetylcholine là cái chất dẫn truyền thần kinh. Như vậy thì với những cái nhóm người già thì cái khả năng dẫn truyền của thần kinh nó suy giảm, cái chất acetylcholine nó giảm rồi, thì ăn đậu nành vào nó sẽ làm tăng cường dẫn truyền cái này. Mặt khác, đậu nành nó còn có cái tác dụng là giảm mỡ máu. Thế thì những người mỡ máu cao, những người huyết áp cao thì có thể là ăn cái đậu nành, và trong trường hợp này nó có tác dụng. Như vậy, theo ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, cho dù đậu nành là một loại thực phẩm tốt cho não, nhưng nếu chúng ta sử dụng hàng ngày thì chúng ta cũng chỉ nên ăn ở mức độ vừa đủ. Ví dụ uống sữa đậu nành chúng ta cũng chỉ nên uống 2-3 cốc, hoặc chỉ ăn khoảng 2 thìa đậu tương đương 1-2 lạng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Vâng, bên cạnh những lời khuyên của các bác sĩ đã nêu trên thì chúng ta còn cần phải làm gì để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình? Theo các chuyên gia y tế thì việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên chính là một phương pháp hữu hiệu giúp cải thiện tình trạng rối loạn tuần hoàn não. Bởi khoa học đã chứng minh rằng tập thể dục sẽ giúp tăng cường lưu thông máu cơ thể. Cho dù các bạn chọn tập ở các trung tâm thể dục thể thao hay chỉ đơn giản là đi bộ thư giãn ngoài trời thì tất cả các hoạt động này đều tốt cho sức Hai bác vừa tập luyện xong đấy à? Vâng ạ. Tập luyện xong rồi thì mình cảm thấy thế nào hai bác? Cảm thấy rất là khỏe, vã mồ hôi ra nhưng mà đầu óc nó rất là thoải mái, sảng khoái. Mệt nhưng mà thấy mệt, tinh thần nhưng mà rất sướng. Thoải mái. Đúng rồi. Dạ. Vâng. Các bạn thấy đấy, việc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng kết hợp với tập luyện thường xuyên và giữ cho tinh thần được thoải mái, lạc quan sẽ giúp chúng ta có cơ hội đẩy lùi được bệnh tật. Mong rằng những lời khuyên của chuyên gia trong chương trình